Trước hết xin dâng lời tạ ơn Đức Chúa Trời bà ngồi Vì Ngài lại ban cho chúng ta một dịp tiền rất là tốt lành Chúng ta lại kỷ niệm ngày cứu chúa Giáng sinh Từ trên trời cao xuống trần gian để ở với loài người của chúng ta Mùa Noel lại về Khi nhắc đến mùa Noel là mùa của tình yêu thương, bình an, hạnh phúc Và tôi tin chắc rằng ai nấy trong quý vị Đều đã nhận lãnh được những món quà tuyệt vời từ người thương người thân hoặc là từ bạn bè gần xa của chúng ta buổi tối hôm nay cho phép tôi gửi lời chào thăm đến ông mục sư quán nhiệm hội thánh tại đây gửi lời chào đến hết thảy quý tôi con của chúa gần xa có mặt trong chương trình ca thánh nhạc và truyền giảng buổi tối hôm nay và đặc biệt cho phép tôi gửi lời chào thăm đặc biệt nồng nhiệt nhất đến quý thân hữu đã nhận lời mời của hội thánh chúng tôi để đến tham dự chương trình ca nhạc thánh và nghe sứ điệp phục âm buổi tối hôm nay. Không quên gửi lời cảm ơn sâu sắc đến chính quyền địa phương đã tạo điều kiện hết sức cho ban tổ chức của hội thánh chúng tôi để có cơ hội và có thể tổ chức một chương trình ca nhạc thánh tốt lành như chúng ta thấy buổi tối hôm nay. Thưa quý vị, mùa Noel năm nay Chúa cho tôi có rất nhiều cơ hội được tiếp đón các vị lãnh đạo từ trung ương đầu tiên nhân dịp noel năm nay tôi rất vinh hạnh được tiếp đón ngài thứ trưởng bộ nội vụ từ hà nội bay vào trực tiếp để chúc giáng sinh ban đại diện tư lệnh tỉnh đắk lắc và các vị lãnh đạo trưởng ban tôn giáo chánh phủ cũng như các vị trong đoàn bên cạnh đó hết thảy các sở ban ngành của tỉnh đắk lắc chúng ta và các lãnh đạo nhà nước từ trung ương đến địa phương và đều chung một lời đó là cầu chúc những điều tốt lành đến với toàn thể con dân của Chúa ở tại Đắk Lắk này. Và quý vị đó cũng nhắn nhủ rằng mục sư trưởng ban đi đến đâu xin truyền tải lại sứ điệp lời sự quan tâm và lời chúc tốt lành từ các cấp chính quyền. Và chúng ta cũng thấy mục sư hội trường của chúng ta cũng đã có thư chúc mừng gửi đến quý hội thánh. Buổi tối hôm nay cho phép tôi xin gửi lời chúc Đến hết thầy quý con cái Chúa. Quý thân hữu quý vị sẽ có một mùa giáng sinh an lành, hạnh phúc và tất cả chúng ta cùng bước sang thêm năm mới 2024 đầy phước hạnh. Noel là mùa người ta để tặng quà cho nhau. Và chúng ta không chỉ gặp gỡ bạn bè trong nước và Chúa cho tôi cũng có nhiều cơ hội và được gặp gỡ bạn bè quốc tế mới đây thì tôi cũng được tiếp à, lãnh sự tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ đến thăm và chúc chúng ta thấy rất tuyệt vời mùa Noel đem đến cho một bầu không khí hết sức là tuyệt vời đối với mọi người trước đây Noel là cho những người có đạo Noel là cho cơ đốc giáo nhưng ngày hôm nay Noel dành cho tất cả mọi người đúng không quý vị nhà nhà trang trí Noel. Tất cả các company đều trang trí Noel. Quý vị thấy không? Cơ quan nhà nước, bệnh viện đều trang trí không khí Noel tưng bừng khắp đường phố đó đây và ngay cả ngõ ngách làng quê thôn buôn Đắk Lắc thân thương của chúng ta. Buổi tối hôm nay tôi muốn giới thiệu đến quý vị một món quà tuyệt vời hơn. Không phải những hàng đến từ shopping, những hàng hiệu nhưng mà một món quà giá trị từ Đức Chúa Trời đấng tạo hóa chủ thể của muôn loài vạn vật sẽ gửi đến quý vị buổi tối hôm nay. Món quà đó chính là con của Đức Chúa Trời. Ngài đã sai xuống trần gian để làm đấng cứu thế. Và ai tiếp nhận ngài nhận được sự tha thứ, nhận được sự phục hồi mối tương giao với Thượng Đế đấng tạo hóa và để rồi nhận được phước hành sự cứu rỗi đời đời ở trên thiên đàng. Buổi tối hôm nay tôi không muốn quý vị thân hữu đến đây nghe các ca sĩ của chúng tôi trình bày những bài hát tuyệt vời để rồi chúng ta lại lặng lặng ra về. Nhưng mà tôi muốn tất cả chúng ta sẽ là một thời gian, một mốc son trong cuộc đời của quý vị. Buổi tối hôm nay hãy tiếp nhận món quà Thượng Đế đã ban tặng cho chúng ta. Hồi nãy có một người con cái của Chúa ca sĩ Isaac Thái đã từng trình bày rằng cách đây nhiều năm anh đã từng nhận lãnh món quà tình yêu của Đức Chúa Trời. Và vì vậy bây giờ em có thể được đứng đây để cùng ca ngợi thờ phượng Chúa khắp nơi với con dân của Chúa. Thật là tuyệt vời. Xin một tràng phát thay cho một cuộc đời đã được biến đổi được không ạ? <laughs> Alleluia. Kính thưa quý vị, mùa Noel năm nay Tổng Liên hội Thánh Tư Lần Việt Nam của chúng ta đã chọn đề tài đó là đấng cứu thế khắp 34 tỉnh thành đều chung một đề tài, chung một câu gốc nói về đấng cứu thế. Đức Chúa Trời là đấng sáng tạo, Ngài là Đức Chúa Trời vĩ đại, đấng chủ thể muốn loài vạn vật Ngài dựng nên tất cả sự vĩ đại của Đức Chúa Trời con người của chúng ta không thể thấu hiểu được. Isaac Newton ông đã nói như thế này, một nhà khoa học lỗi lạc điều ta biết chỉ là một giọt nước nhưng những điều ta chưa biết cả một đại dương bao la điều chúng ta biết so với những gì mà đức chúa trời dừng nên trong vũ trụ bao la này chỉ là một giọt nước đôi khi chúng ta đắm ngực tiến sĩ thạc sĩ giáo sư Hãy diện về bằng cấp điều đó cũng tuyệt vời thôi nhưng mà Xét về sự vĩ đại của Đức Chúa Trời Một nhà khoa học vĩ đại như Isaac Newton Ông đã nói rằng Điều ta biết chỉ là một giọt nước thưa quý vị Nhưng mà những điều chúng ta chưa biết về sự sáng tạo Những phước hành, những điều tốt lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho chúng ta Cả một đại dương bao là Đức Chúa Trời dừng nên loài người của chúng ta một cách tốt lành Kinh thánh kỹ thuật cho chúng ta Những gì Đức Chúa Trời dừng nên là tốt lành Chữ tốt lành trong kinh thánh có nghĩa là hoàn hảo, không có sai trật, không có khiếm khuyết. Đức Chúa Trời dựng nên loài người của chúng ta không có sai trật, không có tội lỗi nào. Thật là tuyệt vời. Và tất cả những gì Đức Chúa Trời đã dựng nên thật là tuyệt vời. Một nhà khoa học nói rằng chúng ta không thể nào hiểu được với khả năng khoa học của chúng ta ai đã đặt những trật tự của vũ trụ này Cho dù người ta nói rằng đó là một sự tình cờ ngẫu nhiên Nhưng ai đặt những sự tình cờ ngẫu nhiên đó một cách có trật tự Những điều tốt lành đó đã không kéo dài Khi tổ phụ loài người của chúng ta là Adam Eva Người Đức Chúa Trời dừng nên đầu tiên Được mang hình hài của Đức Chúa Trời Duy nhất con người được mang hình ảnh của Thiên Chúa và Đức Chúa Trời đã hà sinh khí vào lỗ mũi Tổ phụ loài người của chúng ta Trở nên sóng động Điều tốt lành đó tố phụ loài người của chúng ta đã đánh mất Khi tổ phụ loài người bất tuân mạng lệnh của Chúa Nghe theo lời cam dỗ của quỷ vương Và đã không vâng lời Đức Chúa Trời Sự bất tuân mạng lệnh Không vâng lời của Chúa Kinh Thánh gọi đó là tội và bởi cớ tội lỗi đó con người phải chịu hình phạt đức chúa trời đã đuổi tổ phụ loài người ra khỏi cảnh vườn Eden phước hạnh đẹp đẽ ra khỏi mối tương giao tuyệt vời vinh quang bao phủ con người của chúng ta đã đánh mất điều đó và không chỉ ảnh hưởng đến mối tương giao nhưng bởi cớ tội lỗi con người của chúng ta chịu một cái hình phạt đó là chết cái chết thuộc thế không chỉ ảnh hưởng đến cái chết nhưng mà còn ảnh hưởng đến cả toàn cõi vũ trụ đất sinh ra gai góc con người của chúng ta phải lao động nhọc nhằn toát mồ hôi kinh thánh nói như vậy mới có được thức ăn và không chỉ vậy nọc độc của tội lỗi nó còn ghê gớm nó còn hiếm hại vô cùng khôn lường nó còn ảnh hưởng cho cả cõi đời đời ảnh hưởng cho linh hồn của chúng ta. Nếu chúng ta không giải quyết vấn nạn tội lỗi đó, không được phục hòa lại mối tương giao với Đức Chúa Trời, thì Kinh Thánh chép rằng, con người sẽ đối diện với sự xét đoán. Những con người tội lỗi sẽ đối diện với sự xét đoán và bị đoạn đầy hình phạt trầm luân đời đời trong địa ngục. Sự xa cách Đức Chúa Trời đời đời trong địa ngục, Kinh Thánh gọi đó là cái chết thứ hai. Thường đế, Ngài là đấng chủ thế vĩ đại, nhưng thưa quý vị, Ngài cũng là cha yêu thương nhân từ. Ngài không muốn chúng ta phải chết mất. Ngài không muốn hết thảy chúng ta ở đây và nhiều người trên thế giới này phải đối diện với hình phạt, phải chung số phận với Satan và bị đọa đầy trong địa ngục. Vì vậy, Đức Chúa Trời đã có một giải pháp. Và giải pháp duy nhất của Đức Chúa Trời đó chính là Ngài sai chính con một yêu dấu của Ngài là Đức Chúa Giêsu Christ từ trên trời cao bằng lòng cho trinh nữ Mary hạ sanh xác phàm để ở với loài người của chúng ta mang lại thân thể như chúng ta vì vậy mới có lễ Noel đầu tiên chữ Noel rất nhiều người hay chúc nhau Noel nhưng có mấy ai hiểu được Noel chữ L ở trong góc từ Hebrew là nói về thượng đế hay là thần linh hay là đức chúa trời và khi chữ emmanuel này được viết lại gom lại thì nó chung một cái ý nghĩa rất là tuyệt vời đó là đức chúa trời ở cùng với loài người đức chúa trời ở trên trời cao vĩ đại con người không thể rờ chạm không thể nhìn thấy new isaac newton nói rằng chúng ta không thể nào biết hết được vì cơ đó ngài yêu thương Ngài muốn gần gũi để cảm thông với chúng ta Ngài sai con một của Ngài xuống trần gian Chúa Giêsu từ trên trời Được trinh nữ Mary sinh ra và mặc lấy thân xác Như con người của chúng ta Ở chung với loài người của chúng ta Và chúng ta có Emmanuel hay là Noel Kính thưa quý vị Buổi tối hôm nay tôi sẽ không làm mất thời gian của quý vị Khi nói đến đấng cứu thế Tôi muốn quý vị dành cho tôi ít phút và chú tâm để lắng nghe ba điều ba điều tôi muốn chia sẻ buổi tối hôm nay về đấng cứu thế thứ nhất đấng cứu thế đã đến trong thế gian thứ hai đấng cứu thế đã trở về trời và điều thứ ba đấng cứu thế sẽ trở lại trong ngày mà nhiều người không ngờ tới đó là ba điều mà tôi muốn chia sẻ với quý vị buổi tối hôm nay Chúng ta quay trở lại với câu gốc hay là câu chìa khóa. Đây là khúc thần ca mà các thiên binh thiên sứ đã hát vang trời trong đêm Đức Chúa Giêsu được sinh ra. Lúc đó có các mục đồng đang chăn giữ bầy chiên của họ ở nơi cánh đồng. Thiên sứ hiện đến trong vinh quang trói lọi và các mục đồng họ rất là sợ hãi. Họ run rẩy ngay lập tức thiên sứ liền trấn an họ. Đừng sợ chi, vì này Ta đến báo cho các ngươi một tin lành Sẽ là Sự vui mừng lớn cho muôn nhân Ấy là Hôm nay tại thành David Đã sanh cho các ngươi Một đấng cứu thế Là Chris Là Chúa Tôi muốn quý vị Để ý cụm từ hôm nay Đây là công từ Chỉ về mảnh đề thời gian Hôm nay khi chúng ta đọc Câu kinh văn này không phải nói đến ngày 23 tháng 12 năm 2023 này. Nhưng hôm nay đó là thời điểm của 2023 năm về trước. Đó chính là lúc mà thiên sứ đến báo tin về đấng cứu thế được sinh ra. Địa điểm tại thành David. Thành David còn có tên gọi là Bethlehem. Nay là Jerusalem là nước Israel Chúng ta hãy cầu nguyện cho đất nước Israel Ngày hôm nay Israel vẫn còn đang đánh nhau với Hamas đúng không? Đấng Chris hay là đấng cứu thế Ngài đã đến Trần Gian Cách đây hơn 2.023 năm Ở tại Bethlehem Tại thành David Tại Jerusalem Và đây là sự kiện Đấng cứu thế Giáng sinh là một sự kiện có thật. Sự kiện đấng cứu thế giáng sinh đã chia đôi dòng lịch sử. Hồi nãy vị hướng dẫn chương trình, cô hướng dẫn chương trình đã cho chúng ta biết. Sự kiện đấng cứu thế giáng sinh hay là Đức Chúa Giêsu giáng sinh đã chia đôi dòng lịch sử. Trước đó người ta gọi là trước công nguyên. Từ niên đại Đức Chúa Giêsu được sinh ra trở về sau người ta gọi là sau công nguyên quý vị rút thẻ căn cước của mình, rút bằng cấp của quý vị, mọi giấy tờ của quý vị. có bao giờ chúng ta tự nghĩ tại sao tôi sinh ra năm 1900 bao nhiêu đó? như ông mục sư này sinh năm 1960 mấy ví dụ như thế 70 mấy. có bao giờ quý vị nghĩ tôi sinh ra từ năm nào? phải chăng trái trái đất này chỉ mới hơn 2.000 năm sao? không phải như vậy. nhưng mà từ sự kiện đấng cứu thế sinh ra và đã chia đôi dòng lịch sử cho nên đây là một sự kiện có thật dù bạn là ai bạn là màu da nào dân tộc nào bạn đang sống ở đâu thành thị hay miền quê hẻo lánh người nghèo nàn hay giàu sang tri thức hay là những người nông phu bạn vẫn không thể chối được đây là một sự kiện có thật amen đây là một sự kiện có thật một nhà nghiên cứu Albert Ornew Ông đã khảo sát trong 432 nhà bác học thuộc thế kỷ 19 Và ông đã có một con số kết luận thật ấn tượng 34 vị ở trong số 432 nhà khoa học trong thế kỷ 19 của chúng ta Thì có 34 vị không có lập trường về tôn giáo Có nghĩa là theo bên nào cũng được, không theo cũng được, chẳng sao và có 398 người còn lại được phân chia như sau 15 vị dưỡng dưng không có quan tâm 16 vị vô thần nghĩa là không tin có thần linh nào cả Còn lại 367 vị tin có thượng đế Như vậy kết luận Albert O'Neill ông đã kết luận trong tổng số 432 nhà khoa học trong thế kỷ 19 chiếm 92% tin có Thiên Chúa. Thưa quý vị, không phải những kẻ ngu xuẩn như người ta thường nói tin Chúa đâu. Các nhà khoa học tin có Đức Chúa Trời vì đó là lẽ thật, đó là chân lý, không bao giờ thay đổi. Đức Chúa Trời là đứng dựng nên muôn loại vạn vật và ngài đã đến trần gian này để con người có thể rờ ngắm ở cùng trong vai trò đấng cứu thế. Đức Chúa Giêsu ngài đã được sinh ra, ngài đến trần gian 2023 năm qua không phải đến du lịch. Không phải đến chơi. Không phải là một sự kiện khoa học viễn tưởng. Không phải như một số điều chúng ta thấy khoa học viễn tưởng UFO đến thăm viếng đất nước này. Nhưng đây là một sự kiện có thật Ngài đến để làm đấng cứu thế Câu kinh văn này rất là tuyệt vời Đã chỉ cho chúng ta Ấy là hôm nay tại thành David Đã sanh cho các ngươi một đấng cứu thế Cái chữ đấng cứu thế ở đây nó vừa là danh từ Danh từ để chỉ về Đức Chúa Giêsu Ngài là đấng cứu thế từ trên trời Nhưng câu này nó vừa là động từ Bởi vì chữ cứu thế này Nó chỉ vì mục đích Đức Chúa Giêsu được sinh ra Để làm Chúa cứu thế cho chúng ta Tuyệt vời Cảm tạ Chúa vô cùng Chữ Chris ở trong câu kinh văn này Có nghĩa là Đấng được Đức Chúa Trời sức giàu Để làm thầy tế lễ Dân của tế lễ Lên Đức Chúa Trời Và để rồi Đức Chúa Trời tha tội cho loài người Ngày xưa trong cựu ước Khi một người phạm tội Người ta sẽ đem con sinh tế để dâng lên Có thể là huyết bổ câu Huyết chiên đực, bò đực, dê đực Với mong ước được thần linh tha tội Nhưng Đức Chúa Trời không còn chấp nhận huyết Của những con sinh tế đó Bởi vì huyết của con sinh tế Không thể tha thứ tội lỗi của con người vì vậy ngài đòi hỏi một huyết vô tội, một của lễ tốt hơn. Đức Chúa Giêsu, ngài được sinh ra, ngài làm đấng cứu thế, ngài là Christ không chỉ trong vai trò là thầy tế lễ, nhưng ngài còn chính là con sinh tế của lễ chuộc tội được đẹp lòng Đức Chúa Trời. Cảm tạ Chúa. Đức Chúa Giêsu ngài đến trần gian, ngài dân của tế lễ một lần đủ cho cả đời đời và của lễ đó chính mạng sống của ngài của lễ đó chính huyết của đức chúa giêsu đã đổ ra tuôn tràn trên thập tự giá để xóa tội của tôi để xóa tội cho tất cả những ai bằng lòng tin nhận ngài và trong đó có quý vị thân hữu ngồi đây buổi tối hôm nay chúng ta cảm tạ chúa đức chúa giêsu ngài đã hoàn tất sứ mạng cứu chuộc trên thập tự giá ngài đã đổ huyết xong trên thập tự giá đây là con đường duy nhất Không có một giải pháp nào khác Ngoài Đức Chúa Giêsu. Ở trong thế kỷ thứ nhất Thời cổ đại Một trong ba học trò nổi tiếng Của giáo sư Gamaliel Đó là Phaolô. Ông Phaolô ông đã lý luận Và được kỹ thuật lại Trong sách Tân ước Phaolô nói rằng Trên trời Trên dưới đất Bên dưới đất Trên trời Dưới đất và Bên dưới đất chẳng có một danh nào khác hầu cho nhờ danh đó mà các con được cứu. Chẳng có một danh nào khác để chúng ta nhờ mà được cứu ngoài Đức Chúa Giêsu Christ, Ngài là Đấng Cứu Thế. Kính thưa quý vị, Đấng Cứu Thế đó Ngài đã đến trần gian. Ngài đã thực thi sứ mạng cứu chuộc, đổ huyết trên thập tự giá, chịu chết và chôn. Đến ngày thứ ba, Đấng Cứu Thế đã sống lại từ trong kẻ chết quyền lực nọc độc của tội lỗi quyền lực của satan quyền lực của âm phủ không thể trói buộc đấng cứu thế được đây là vị giáo chủ duy nhất chết và sống lại đức chúa giêsu ngài đã sống lại từ trong kẻ chết ngài còn ở lại trên trần gian 40 ngày 40 đêm đi nhiều nơi ăn ở với các sứ đồ của ngài ngài thi hành nhiều phép lạ và sau đó chúa hoàn tất bằng cách trở về trời. Đó cũng là điều thứ hai tôi muốn chia sẻ buổi tối hôm nay. Đấng cứu thế trở về trời. Kính thưa quý vị, khi đã hoàn tất sự cứu chuộc trên thập tự giá, Ngài đã sống lại và Ngài đã về trời. Kinh thánh trong sách công vụ các sứ đồ chương thứ nhất kỹ thuật cho chúng ta ở trại đỉnh núi Oliver hay còn gọi là núi Olive. Đức Chúa Giêsu được đám mây bao bọc, bao phủ lấy, từ từ được cất lên ngài về trời. Đấng cứu thế từ trời xuống trần gian ở 33 năm với loài người để thực thi sứ mạng cứu chuộc. Ngài là Chris, ngài là đấng cứu thế và ngài đã trở về trời. Hàng trăm, hàng trăm, hàng trăm môn đồ của Chúa ngóng lên trời dõi theo Chúa được cất lên trời và ngay lập tức thiên sứ từ trời lại hiện đến sự giáng sanh của Chúa liên quan đến thiên sứ bao tin và bây giờ đấng câu thế về trời thiên sứ lại đến để nhắc với người Galilee năm xưa và nhắc với chúng ta ngày hôm nay hỡi hỡi những người Galilei kia sao các ngươi ngóng lên trời mà làm chi? Giêsu nay được cất lên trời các ngươi cũng sẽ thấy ngài trở lại y như là Y như là các ngươi thấy Ngài về trời vậy Kính thưa quý vị Chắc chắn quý vị sẽ hỏi một sư ơi Đấng cụ thế về trời để làm gì Kinh Thánh cho chúng ta biết Ở trong sách Giăng Tin lành Giăng chương 14 Câu 2, câu số 3 Đức Chúa Giêsu phán rằng Các con đừng bối rối Hãy tin Đức Chúa Trời Và cũng hãy tin ta nữa Ta đi để sắm sẵn cho các con một chỗ bằng chẳng vậy. Khi ta đã sắm sẵn cho các con một chỗ rồi, ta sẽ trở lại để đem các con ở với ta. Hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó. Quý vị ơi, chúng ta sống trên trần gian, chúng ta tranh giành nơi này nơi kia, chúng ta khó khăn về nhà ở, đúng không? Nhưng là đấng cứu thế hiện nay đã trở về trời để sắm sẵn cho quý vị một chỗ ở trên thiên đàng, một nơi phước hạnh tốt hơn villa biệt thự của đời này. Tôi không có cái ngôn từ nào để diễn tả nơi phước hành đó. Kinh Thánh cho chúng ta biết nền móng của thành thánh đó được xây những kim cương, những ngọc bích 12 loại đá quý. Tôi thì tôi chưa có sở hữu một loại nào. Cho nên tôi không đủ ngôn từ để giải thích cho quý vị hiểu Nhưng tôi tin chắc một điều Đó là một nơi phước hành vô cùng Nói như Isaac Newton nói rằng Những điều mà tôi biết nó chỉ là một giọt nước thôi Tôi không bằng Isaac Newton Có lẽ là những điều tôi biết nó còn nhỏ hơn nữa kìa Nhưng tôi có thể khẳng định với quý vị Đó là nơi tuyệt vời Điều mà lòng chúng ta chưa từng mơ Trí chúng ta chưa từng tưởng tượng Đấng cứu thế đã trở về Để sắm một chỗ như thế cho quý vị ở trên trời. Đấng cứu thế không chỉ đi sắm một chỗ cho chúng ta. Kinh thánh còn cho chúng ta biết. Hiện nay đấng cứu thế ngồi bên ngai hữu Đức Chúa Cha ở trên trời để cầu thay cho mỗi một người trong chúng ta. Đấng cứu thế trở về trời để cầu thay, Ngài đang cầu thay cho hết thảy chúng ta. Người anh cả đó là phi rơ là vì anh cả trong 12 sứ đồ của Chúa Giêsu năm xưa. Ông đã lý luận như thế này. Ông nói rằng sự trở lại của Chúa không phải chậm trễ đâu, nhưng mà Ngài nhịn nhục. Ngài muốn tất cả mọi người đến chỗ ăn năn để hưởng được sự cứu rỗi. Chúa Giêsu đang cầu thay cho tất cả mọi người để ai nấy biết mình là người có tội, để ai nấy nhận thấy Giải pháp của Đức Chúa Trời đã được ban ra để ai nấy thấy được ánh sáng hy vọng của Chúa, giải pháp của Chúa đã được ban ra và để rồi có một quyết định đúng đắn tiếp nhận lấy như một món quà ban cho của Thượng Đế. Chúng ta cám tạ Đức Chúa Trời. Đấng cứu thế ngài đang ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Ngài cầu nguyện và ngài sẽ trở lại. Điều thứ ba cũng là điều cuối cùng tôi muốn chia sẻ buổi tối hôm nay. Đấng cứu thế Ngài sẽ trở lại trong ngày mà nhiều người không ngờ tới. Kinh thánh chép rằng Đấng cứu thế sẽ trở lại một cách thình lình như kẻ trộm. Thình lình như kẻ trộm nghĩa là chúng ta không có biết trước ngày giờ chúng ta không có ngờ tới. Đấng cứu thế Ngài sẽ trở lại đúng trong vai trò như câu kinh văn đã nói ở trong câu gốc này. Ngài là đứng cứu thế, Ngài đã thực thi xong sứ mạng đó. Ngài là Chris là thầy tế lễ thường phẩm, Ngài đã dâng tế lễ một lần đủ cả bằng chính sinh mạng của Ngài trên thập tự giá. Ngài đã thực hiện xong rồi. Và Ngài sẽ trở lại trong vai trò Ngài là Chúa. Có nghĩa là Ngài là Chúa trên muôn Chúa, vua trên muôn vua. Ngài sẽ trở lại lần thứ hai không phải để người ta đóng đinh ngài trên thập tự giá nữa nhưng đấng câu thế sẽ trở lại lần thứ hai trong uy quyền của một đấng tối cao trong uy quyền của một đức chúa trời vinh quang để xét đoán kẻ sống và kẻ chết đấng câu thế sẽ trở lại để xét đoán kẻ sống và kẻ chết kinh thánh nói rằng có hai người ngủ chung giường một người được cứu một người bị bỏ lại Hai người đang làm nương rẫy, một người được cất đi, một người bị bỏ lại. Tôi đọc khúc kinh văn này, tôi nổi da gà. Tôi suy nghĩ rất nhiều cho những số phận của anh em tôi, của dòng tộc tôi, họ hàng tôi. Còn có nhiều người chưa ăn năn tội và tin nhận Chúa Giêsu. Nếu Đấng Christ sẽ trở lại, sẽ có tiếng kèn của thiên sứ trưởng, tiếng kèn của Đức Chúa Trời được hiệu triệu mọi người khắp bốn phương trời. Liệu quý vị có nghe được tiếng kèn đó không? Không phải những người nói lạy Chúa, lạy Chúa đều được cứu. Kinh Thánh nói như vậy. Không phải tôi xét đoạn đâu. Không phải tôi xét đoán quý vị. Nhưng mà Kinh Thánh nói rằng những người có dấu ấn của Thánh Linh Đức Chúa Trời. Sứ Đồ Phao Lô nói rằng hỡi anh em, anh em há chẳng biết rằng Thánh linh của Đức Chúa Trời là ấn chứng sống Để ấn chứng mỗi người đến ngày cứu chuộc sao Ngày con người trở lại nhiều người sẽ thưa rằng Lạy Chúa con từng làm việc này con từng làm việc kia Nhưng mà đứng cụ thế sẽ nói rằng Hỡi những kẻ gian ác Go away from me Đúng không? Hãy cốt đi Ta không biết các người Đó là điều tôi rất sợ Đó là điều khủng khiếp nhất Tôi không muốn điều đó xảy ra với quý ông bà anh chị em tôi hôm nay Khi Chúa trở lại Tôi không muốn Đức Chúa Giêsu là đấng cứu thế Ngài sẽ từ chối chúng ta Không có mối quan hệ gì với chúng ta Đừng nghĩ tôi là con mục sư Chắc tôi được cứu Đừng nghĩ tôi là con chấp sự Chắc tôi được cứu Đừng nghĩ ông bà cha mẹ tôi Họ hàng hầu vì Chúa lâu năm Chắc tôi được cứu Không đau thưa quý vị khi Chúa Giêsu trở lại ngài xét đoán dựa trên tiêu chí mối quan hệ cá nhân với ngài chính xác mối quan hệ cá nhân với ngài quý vị có mối quan hệ gì đối với Đức Chúa Giêsu mục sư tiến sĩ Rick Warren cách đây khoảng hai mươi mấy năm lần đầu tiên tôi đọc được cuốn sách sống theo đúng mục đích đó là một cuốn sách tuyệt vời Mục sư tiến sĩ Rick Warren Ông nói rằng Căn cứ trên lời của Đức Chúa Trời Chúng ta có thể Có thể tiên đoán Ngày của Đức Chúa Trời Ngày mà Đức Chúa Thế sẽ trở lại Đức Chúa Trời sẽ hỏi chúng ta Hai câu hỏi Người Có mối quan hệ như thế nào với con ta Là Chúa Giêsu? Khi trả lời câu hỏi thứ nhất này Sẽ quyết định bạn sống ở đâu có lẽ nếu quý vị trả lời rằng Còn tin Ngài Thì nơi ở của quý vị Đó là thiên đàng phước hạnh đời đời Nếu quý vị trả lời rằng Tôi không biết Ngài Tôi không biết giê là ai Thì nơi ở của quý vị Đó là địa ngục đời đời khốn khổ trầm luân Và Đức Chúa Trời sẽ hỏi câu hỏi thứ hai Ông Rick Warren ông nói rằng Câu hỏi thứ hai chúng ta có thể tiên đoán dựa trên lời của Chúa Đó là Đức Chúa Trời sẽ hỏi Ngươi đã làm gì với những điều ta ban cho người Nói đến đây các bạn sẽ hỏi tôi rằng Mục sư ơi tôi đã nhận gì từ Thương Đế Tôi đã nhận gì từ Đức Chúa Trời của ông Quý vị có thể tự trả lời câu hỏi này Có thể cuộc đời của chúng ta không có giống nhau Người có nhiều của cái Nhà giàu, xe hơi, nhà cao, cửa rộng Nhưng người thì lại thấp hơn, ít hơn Nhưng điều chúng ta nhận chung Từ Đức Chúa Trời đó là sự sống người giàu cũng chỉ có một lần sống trên đời này người nghèo cũng chỉ có một lần sực sống trên đời này người giàu cũng chỉ có một linh hồn và người nghèo cũng chỉ có một linh hồn mà thôi đó là điều mà quý vị đã nhận từ đức chúa trời quý vị dùng như thế nào cuộc đời của quý vị quý vị có tôn thờ đức chúa trời không hay quý vị chống nghịch lại với thượng đế là đấng đã dựng nên mình đấng đã dựng nên toàn cõi vũ trụ này ban cho chúng ta hơi thở oxy Chúng ta thở mỗi ngày Đâu có trả tiền Chúng ta làm gì với những điều đó Khi trả lời câu hỏi thứ hai này Sẽ quyết định phần thưởng Cho quý vị là gì Đừng có thế Ngài sẽ trở lại Trong uy quyền của một vị vua Ngài là Chúa trên môn Chúa Ngài sẽ xét đoán Những ai có tên trong sách sự sống Mới hướng được nước thiên đàng Và Ngài không chỉ trở lại để xét đoán nhưng ngài sẽ đến để ban thưởng cho tất cả mọi người. Những ai tôn thờ, những ai hầu việc, những ai sử dụng cuộc đời của mình để làm rạng danh của Chúa sẽ được đền thưởng gấp bội một cách xứng đáng. Cảm tạ Chúa. Cảm tạ Chúa vô cùng. Vì vậy, chúng ta cần phải chuẩn bị trước khi đấng cứu thế sẽ trở lại. Chúng ta cần phải chuẩn bị như thế nào? Ở trong kinh thánh kỹ thuật lại Một sứ điệp Đức Chúa Trời đã cậy môi miệng của tiên tri a -mốt. Tiên tri a đã kêu gọi dân sự của Chúa ngày xưa Và lời của Đức Chúa Trời đang kêu gọi quý vị và tôi hôm nay Khá sửa soạn mà gặp Đức Chúa Trời các ngươi Khá sửa soạn để chờ đón đấng cứu thế sẽ trở lại Trong ngày mà con người ta không ngờ tới Hãy sửa soạn đi quý vị có lẽ các bạn trẻ sẽ hỏi tôi Mục sư ơi con phải làm gì Con phải sửa soạn như thế nào Kinh Thánh cho chúng ta biết Chúng ta phải thừa nhận Mình là người có tội trước mặt Đức Chúa Trời Và hãy ăn năn tội lỗi Những việc làm sai trật của mình Quay về với Thượng Đế Hạ mình xuống Và mời gọi Chúa Giêsu bước vào cuộc đời của chúng ta Để làm Chúa cứu thế cuộc đời mình Kinh Thánh nói rằng nếu tin ở trong lòng Được xưng công bình và miệng của chúng ta nói ra thì sẽ hướng được sự cứu rỗi. Đó là cách mà chúng ta sửa soạn để gặp Đức Chúa Trời. Hãy từ bỏ tội lỗi, những việc làm gian ác, hãy quay về với Đức Chúa Trời. Ngài là cha nhân từ, Ngài hằng chờ đợi mỗi một cuộc đời chúng ta để ăn năn và trở về với Chúa. Và buổi tối hôm nay là một dịp tiền cho quý vị để trở về với Chúa. Hãy nắm lấy cơ hội nếu quý vị không có nắm bắt cơ hội tốt lành, dù quý vị có tham dự hàng trăm kỳ Noel, hàng trăm kỳ ca nhạc thánh, nhưng rồi chúng ta đến rồi về, không có mối quan hệ cá nhân nào với Chúa thì thật là vô ích, không có ích lợi gì cả. Xin xin Chúa ban phước. Xin Chúa giúp đỡ. Hồi nãy chúng ta có xem một đoạn ngắn kịch các em thanh niên đã diễn cho chúng ta. Nói về cuộc đời của một người giàu khi đấng cứu thế là Đức Chúa Giêsu còn tại thế, ngài có kể một câu chuyện tuyệt vời và tôi muốn sử dụng câu chuyện đó để kết thúc bài chia sẻ của tôi hôm nay. Có một người giàu, ông xem cánh đồng của mình thật trúng mùa và ông tự nghĩ và tự nhủ bản thân rằng ta sẽ phá hết những kho tàng để rồi xây những kho mới và chất chứa tất cả của cải của ta vào đó và để rồi ông ta phán với mình linh hồn mình rằng, hỡi linh hồn Hãy an nghỉ đi Hãy yên giấc đi Hãy vui sướng Hãy tận hưởng đi Vì ta đã sắm sẵn cho ngươi Rất nhiều của cái Thưa quý vị Câu chuyện đó Nếu dừng đến đây Chúng ta có suy nghĩ gì Tôi nghĩ rằng đó là một người thật khôn ngoan đúng không Bởi vì anh ta có kế hoạch Anh ta dám nói Dám làm Và có kết quả Của cải vật chất đời này Trọng chất không ai bằng Theo nhãn quan theo cái nhìn của con người, đó là một con người khôn ngoan tuyệt vời. Nhưng theo nhãn quan cái nhìn của Thượng Đế, Đức Chúa Trời nói với người đó rằng: "Hỡi kẻ dạy, chính đêm nay linh hồn ngươi sẽ bị đòi lại." Nếu chúng ta sửa soạn cuộc đời này, chúng ta chỉ chuẩn bị cơm áo gạo tiền của cái vật chất, trường học tốt cho con em của chúng ta và dừng lại ở tại đó thì chúng ta không khác gì một sự dại dột trước mặt Thượng Đế. Và Đức Chúa Trời không muốn chúng ta là những con người dại dột trước mặt Chúa. Albert Einstein, ông đã nói như thế này. Sự gian ác là do vắng bóng Thiên Chúa trong linh hồn. Khoa học không có tôn giáo là mù lòa và tôn giáo thiếu khoa học là què quặt. Tôi chưa hề gặp điều gì trong khoa học của tôi mà lại đi ngược lại với tôn giáo. Đó là một nhà khoa học nổi tiếng Albert Einstein Với vậy quý vị ạ à, Điều mà chúng ta sẽ đối diện Những sự gian ác Vì lòng của chúng ta chưa có thiên chúa ngự vào Hãy ăn năn và từ bỏ những việc làm tội lỗi đó Khi nhắc đến tội Có nhiều người sẽ lý luận Mục sư ơi tôi chưa bao giờ trộm cắp Tôi chưa làm giết người Tôi chưa thế này thế nọ Chắc tôi không có tội Tôi sống rất đạo đức Nhưng xin thưa có ai trong quý vị dám nói rằng từ lúc mình sinh ra đến giây phút này chưa một lần nói dối không? Có không quý vị? Có ai từ lúc sinh ra chưa nói dối xin giơ tay? Chưa nói dối. Dạ cảm ơn có một người. Dạ rất tuyệt vời. Nhưng mà tôi nghĩ chắc không ạ. À. Trộm cắp là tội, nói dối là tội. Dạ tôi lỗi rất nhiều trong chúng ta và kinh thánh còn lý luận do một người đàn bà một người phụ nữ trong lòng đồng lòng tham muốn nghĩ việc xấu theo luật của thượng đế đó cũng là tội kinh thánh nói biết việc thiện mà chúng ta không làm đó cũng là tội chúng ta biết có một đức chúa trời là đấng chú thế là thượng đế của chúng ta chúng ta không thờ phượng ngài đó là tội kinh thánh đã kết luận rằng tất cả mọi người đều đã phạm tội thiếu mật sự vinh hiển của đức chúa trời vì vậy chúng ta cần phải giải quyết nan đề tội lỗi đó để hướng được nước Đức Chúa Trời. Và cách giải quyết duy nhất hãy đến với Chúa. Hãy tìm Đấng cứu thế, tiếp nhận Ngài để Ngài trở nên Chúa cứu thế cuộc đời của chúng ta. Nhà khoa học James Simpson. Ông nói phát minh quan trọng nhất của đời tôi là tìm được Chúa cứu thế. Bởi tôi hôm nay tôi muốn các bạn đồng thành với James Simpson. giây phút tuyệt vời nhất của cuộc đời tôi đó là chính lúc tôi tìm đấng cứu thế Tìm biết Chúa cứu thế Nhà khoa học nổi tiếng Pascal Ông đã nói rằng Giả sử Thượng Đế không có Ta chẳng mất gì nếu đã tin vào Ngài Nhưng nếu Ngài có thật Mà ta không tin Thì ta sẽ mất tất cả Bữa tối hôm nay Tôi không muốn quý vị đánh mất tất cả bởi vì Đức Chúa Trời là đấng có thật Đấng cứu thế là đấng có thật Ngài đã từ trời xuống trần gian Cách đây 2023 năm Đấng cứu thế đã trở về trời Để sắm sẵn một chỗ cho chúng ta Và đấng cứu thế đó sẽ trở lại Trong một ngày mà chúng ta không ngờ tới Xin Thánh Linh của Đức Chúa Trời thăm biến Nhắc nhở quý vị của tôi hôm nay Để quý vị nắm lấy cơ hội Quay về với Đức Chúa Trời và Ngài hứa Ngài sẽ không khinh dễ những ai có tấm lòng đau thương thống hối. Ngài là Đức Chúa Trời yêu thương Ngài chờ đợi quý vị buổi tối hôm nay. Xin mời quý vị cùng nhau đứng lên tôi xin phép cầu nguyện. Sau đó tôi sẽ mời gọi quý vị rời chỗ ngồi của mình để bước lên phía trước trở về với Đức Chúa Trời. Và chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời toàn năng, cha yêu thương của con. Chúa ơi con cảm ơn Ngài Vì Chúa cho chúng con có cơ hội Để rao báo tin lành của Chúa Về ơn cứu chuộc Về tình yêu Ân điển lạ lùng Chúa dành cho chúng con Ngay giờ này Con cầu nguyện thanh linh của Chúa Ngài hành động Ngài thúc giục Ngài cứu lấy anh em con Ngài cứu lấy đồng bào của con Để họ chiến thắng sự rụt rè Họ chiến thắng sự sợ hãi và họ có một quyết định khôn ngoan để quay về với Chúa và tin nhận Ngài ngay giờ này con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ Amen có quý vị nào bằng lòng buổi tối hôm nay bước lên phía trước để tin nhận Chúa xin mời quý vị bước lên và chúng ta dành một tràng pháo tay cho người anh em này đã mạnh dạn bước lên trước khi tôi cầu nguyện xin mời chúng ta hãy dành một tràng pháo tay Alleluia Yeah, cảm ơn Chúa. Còn có quý vị nào không ạ? Mau mắt gặp vui rồi tìm rồi rồi nay yun rồi rồi đạo cái ai đi. Alleluia Cảm ơn Chúa. Xin mở lối. Xin ban tổ chức giúp đỡ phía sau và cả về phía ngoài đường nữa. Hãy đến để tin nhận Chúa, để nhận được sự tha thứ, để nhận được sự cứu rỗi của Chúa. Kinh Thánh chép rằng Như những gì đã xảy ra trong thời của Noe Ngày con người trở lại sẽ cũng như vậy Thời của Noe 120 năm Noe rao báo kêu gọi mọi người ăn năn tin nhận Chúa Nhưng người ta bịt tai không muốn nghe Và để rồi cơn nước lụt xảy đến Họ bị chết chìm Ngày con người trở lại cũng như vậy Nhiều người muốn ăn năn Muốn kêu cầu Chúa nhưng lúc đó sẽ quá muộn và bởi tôi hôm nay là dịp tiện cho quý vị hallelujah phía sau tôi thấy vẫn còn một đoàn người bước lên cảm ơn chúa hallelujah phía bên này quý ông bà anh chị em tôi chờ đợi tôi chờ đợi quý vị trong giây lát hãy bước lên không có ngại ngần chúa không kinh dễ khi chúng ta quay về một linh hồn lạc lối trở về Trên thiên đàng vô vàn Thiên binh tiến sứ hát mừng Khi chúng ta trở về Không chỉ thiên đàng vui mừng Mà con dân chúa khắp mọi nơi Đang theo dõi chương trình của chúng ta vui mừng Thưa quý vị Khắp mọi nơi trên thế giới Đang theo dõi chương trình này Người ta coi những Khi quý vị live stream Khi quý vị chia sẻ Khắp mọi nơi trên thế giới thấy Và người ta vui mừng Hallelujah tạ ơn Chúa Khi quý vị trở về an năn Buổi tối hôm nay xin mời các bạn thanh niên đừng chần chừ khi nghe được tiếng phán của chúa đấng cứu thế không dùng uy quyền của một đức chúa trời của một đấng tối cao để đạp cửa lòng của quý vị đâu nhưng ngài phán này ta đứng ngoài cửa mà gõ nếu ai nghe tiếng ta mở cửa cho ta sẽ vào ăn bữa tối với người và người với ta ngài tôn trọng quý vị Ngài muốn quý vị hãy quyết định đúng đắn, hãy sử dụng ý chí tự do của mình để rồi bước lên tin nhận chúa buổi tối hôm nay. Alleluia. Xin mời các bạn bước lên vẫn còn, Dạ, yeah, không sao cả. Alleluia. Dạ, yeah. yeah, nếu còn phía phía sau thì vẫn còn phía trước này quý vị có thể sắp xếp đứng phía trước đây à? Vẫn còn chỗ không sao cả. Đứng phía trước sân khấu. Alleluia.

sân đầm mồm lại con này nhiều hơn ta rồi sang để hầm thảo con này chẳng gấp chỗ đây kỳ khoa này chính là hai bộ đáo lại tú khoa giang xin đầy sang thì mướt kỳ kem bươi này chính sang phía cánh bên này đừng có chần chừ nếu nghe được tiếng phán của Chúa lại lái đục ra lý do đáo đuổi

một tràng phá tay để cố vũ cho tinh thần của anh ạ à. cảm ơn chúa hallelujah dạ yeah. còn có vị nào không tôi chờ đợi trong ít phút cảm ơn chúa tôi không có vội vàng để cầu nguyện bởi vì buổi tối hôm nay là một cơ hội tuyệt vời dạ yeah. dạ yeah. xin mời thư ký dẫn và các bạn bước lên phía trước cảm ơn cảm ơn ca sĩ lâm nhật huy xin vỗ tay xin vỗ tay cho quý vị Hallelujah. Các bạn phía sau, các bạn ở trên, ở ngoài đường, ở ngoài phía sân, ở ngoài đường. Yeah. Còn có vị nào không ạ? Dạ. Yeah. Ồ, oh, một bà cụ. Dạ, yeah. xin uh, từ từ dẫn cụ lên. Cảm ơn Chúa cảm ơn chúa hallelujah dạ xin khẩn trương dạ xin khẩn trương không chờ đợi quá lâu đây là một cơ hội một dịp tiện cảm ơn chúa hallelujah hallelujah xin hội thánh vỗ tay để chào đón những người anh em của chúng ta như những con xa nhà cha và buổi tối hôm nay trở về với Đức Chúa Trời để nhận được sự tha thứ. Còn có vị nào không ạ? À? Tôi sẽ hướng dẫn quý vị cầu nguyện. Cảm ơn Chúa. Sân đề, lại đề mò, ạc mò, sân đề sang rẻ, nằm rẻ hủy ô. Sân đề sang rẻ tạm này, rẻ chẳng rẻ vào lại. Để mà tụ khoai ăn su dình bồm lại. Sân đề cầu cầu gặp chúi sang sáng rẻ tạm này. Amen. Quý vị hãy lấy tay phải của mình đặt lên ngực trái, trái tim của mình như một sự xác quyết. Hãy lấy tay phải của mình đặt lên trái tim của mình như một sự xác quyết. Dạ cảm ơn. Dạ vẫn còn xin mời. Các bạn bước lên. Đây là một sự xác quyết như lời Chúa nói tin ở trong lòng được sưng công bình và miệng nói ra sẽ được cứu. Quý vị lấy tay phải của mình đặt lên trái tim của mình để bày tỏ sự xác quyết sự chính mình mong muốn và cúi đầu để bày tỏ sự khiêm nhường trước mặt Chúa. Tôi sẽ hướng dẫn quý vị cầu nguyện tin nhận Chúa. Vì lần đầu quý vị đến với Chúa chưa biết phải thưa với cha như thế nào. Vì vậy tôi sẽ hướng dẫn quý vị cầu nguyện từng câu. Quý vị sẽ lặp lại theo lời cầu nguyện của tôi. Và quý vị hãy nghĩ trong đức tin lời cầu nguyện của quý vị như là lời cầu nguyện của chính mình. Đức Chúa Trời ở trên trời cao sẽ dụ nghe và tha thứ mọi tội lỗi của quý vị. Còn có vị nào không trong giây lát? Tôi chờ đợi. Còn có vị nào không ạ? À? Nếu như chúng ta không tiện bước lên phía trước, quý vị có thể đứng tại chỗ, cúi đầu, đồng đức tin, cái đức tin của mình nơi Chúa và lấy tay phải của mình đặt lên trái tim của mình để bày tỏ sự sắc quyết của chúng ta. Cảm ơn Chúa vẫn còn một bạn, một bạn có lẽ là cuối cùng chăng? Xin vỗ tay cho bạn. Yeah, để bạn có thể chiến thắng sự rụt rè. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa, đây là một phước hành tuyệt vời Chúa ban cho chúng ta. Bây giờ xin hết thầy quý vị cúi đầu và nhắm mắt lại để chúng ta không bị phân tâm. Hãy lặp lại lời cầu nguyện theo tôi và các bạn xem như đó là lời cầu nguyện của chính mình. Chúa ở trên trời cao sẽ nghe lời cầu nguyện của quý vị. Kính lại Đức Chúa Trời. Tất cả mọi người lặp lại theo tôi. Kính lại Đức Chúa Trời. Con cúi đầu trước mặt Chúa. Con cảm tạ Chúa bởi tình yêu ngài đã yêu con ngài từ trên trời xuống trần gian để chết thay cho con trên thập tự giá con biết ơn chúa vô cùng giờ này con cúi đỏ bằng lòng ăn năn mọi lỗi lầm của con con tin chắc nhờ huyết của Đức Chúa Giêsu Christ đã tuôn đổ trên thập tự giá xóa bôi mọi tội lỗi của con. Giờ này con bằng lòng mời Chúa Giêsu ngự vào tấm lòng cuộc đời của con làm Chúa cứu thế cuộc đời con từ giây phút này con nguyện trung tín theo Chúa thờ phượng và hầu việc Ngài cho đến lúc gặp Chúa con cảm ơn Chúa con cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ Amen. Mời mục sư quán nhiệm cầu nguyện dân anh chị em chúng ta lên cho Đức Chúa Trời ba ngôi. À, xin đại sai con lại. Khoa giảng ai đi mà nó kêu mặt chắc và cho nó ý dụng bằng sự kỳ sân mày mì lưu vì bộ thông bích kẹo kỳ thì mong này không gọi pháp ý không dạng mặt chắc ý mặt bỏ ai tiết lên mình phụng nạc cho bốn sáng ý ta mạo đáo ta mọc lại bắt đu

Khoa Jesus Christ. Amen. Yeah. yeah. Bây giờ theo như lời Chúa hứa, ai tin nhận Chúa Giêsu làm cứu chúa thì Ngài ban cho người đó được trở nên con cái của Đức Chúa Trời. Tôi tuyên bố tất cả các bạn bằng lòng bước lên tin nhận Chúa buổi tối hôm nay, quý vị đã trở nên con cái của Đức Chúa Trời và quý vị hướng được sự tha thứ. Và sẽ hướng được sự sống đời đời Như lời Chúa đã hứa Xin hội thánh cho một tràng phá tay Để chào đón tất cả mọi người Trở về trong đại gia đình của Đức Chúa Trời Một tràng phá tay nữa Thật lớn, thật lớn Alleluia Bây giờ xin mời tất cả mọi người Sẽ đi theo ca sĩ Lâm Nhật Huy Để đi vào nhà thờ Dạ, dạ xin mời dạ Xin mời đi theo ca sĩ Lâm Nhật Huy Có, dạ, có quà sẽ tặng cho quý vị Dạ, xin mời quý vị Dạ, dạ xin mở đường, xin mở đường Tất cả mọi người đã bước lên <coughs> tin nhận Chúa Giêsu. Bữa tối hôm nay sẽ đi theo ca sĩ lâm nhật huy để bước vào nhà thờ và quý vị sẽ nhận được quà yeah. hey, chúc mừng đưa nayo Xin chào này sẵn chị dặn à đây ជាចាងរ៉ែសរងណៅទីសាងបិគនេះសរងមកពូតាត់គឺចិះចាងរ៉ែតែទុកទីណឹងអាបែបនេះអាយឌីយ៉ាប្រក់ដាក់អាយឌីយ៉ាទៅប៊ីតឡែនកាក់គ្រេសក្លាយយមພັນអាយ៉ាងអីគេវិញនេះអាអាយញូដូចញុំជីងមកតដូចញួរណឹងអេសិនចាហិលឡំអាំងឡអាជីងវិញហ៎